Ta vốn nhân từ, lại giết mổ sát sinh. Ta vốn ngu xuẩn, lại chơi chuyển thiên hạ. Ta vốn đạo đức, lại cùng ma cộng vũ. Ta vốn hèn mọn, lại quân lâm thiên hạ. Chương một. Thần Du Địa Ngục Bạch Hồ Diệu Nữ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thiêu chết nàng Thiêu chết nàng Từng tiếng ồn ào xen lẫn vài phần phẫn nộ, không ngừng rót vào màn nhĩ thẩm đường ý thức mơ hồ, dần dần trở nên tỉnh táo. Chỉ có điều, hai mí mắt vẫn nặng nề không thể sốc lên. Thiêu hắn. Đây chẳng lẽ chính là địa ngục núi lửa, trong 18 tầng địa ngục. Thẩm đường không khỏi muốn nhếch miệng, biểu thị vài phần phẫn nộ cùng khó chịu. Chính mình chưa từng trộm gà trộm chó, lại càng chưa từng cướp đoạt tiền tài, dựa vào cái gì tới nơi này. Thì ra sư phụ gạt ta, nói cái gì mà vũ hóa đăng tiên, thì ra sau khi chết vẫn phải xuống địa ngục một lần. Trầm đường nghĩ lung tung. Trầm đường chính là một đạo nhân, cùng một lão đạo nương tự lẫn nhau ở trong núi tu hành, ít chọc trần thế, không niệm phàm trần, cuộc sống trôi qua ngược lại cũng tiêu sái. Tuy rằng, trầm đường thường xuyên ở trong lòng oán thầm sư phụ nhà mình, nhưng là, không thể không thừa nhận chính là, cái kia nhìn như lôi thôi lão đạo sĩ, quả thực có vài phần bản lĩnh. Tin tưởng bói toán, võ thuật thi văn, ít nhất trong mắt thẩm đường sư phụ lôi thôi nhà mình ít nhiều có vài phần cảm giác sâu không lường được điều này cũng khiến cho trầm đường tuy rằng tuổi tác không đủ nhược quán nhưng cũng học được một thân bản lĩnh nói là thông hiểu cổ kim tự nhiên là có vài phần khoa trương nhưng nói là bác học đa tài văn võ song toàn cũng miễn cưỡng nói được sư phụ đã quá hạn di chi niên cho nên lão đạo sĩ qua đời trầm đường tuy rằng trong lòng khổ sở nhưng cũng không phải là không thể thừa nhận dù sao dựa theo cách nói của sư phụ hắn hiện tại là vũ hóa đăng tiên mà đi đương nhiên nguyện vọng cuối cùng của sư phụ trầm đường vẫn phải làm được dựa theo nguyện vọng của lão đạo sĩ sau khi vũ hóa thân thể phải sắp đặt ở trong một chỗ huyền bích thạch huyệt mà lão đạo sĩ đã sớm tuyển chọn với thân thủ của thẩm đường vách đá kia tuy dốc đứng nhưng cũng không khó trèo lên nhưng mà sau khi bái biệt sư phụ chung quy tinh thần hoảng hốt Đúng là thất thủ ngã xuống vách đá. Sư phụ, người từng nói ta có tướng mạo gì, xem ra cũng là gạt ta. Bất quá đều đến nơi này, vậy coi như là gặp mặt, ta cũng không truy cứu chính là. Thình thịch. Tiếng vang nặng nề, các đức suy nghĩ lung tung của trầm đường, sau đó, một thanh âm lạnh như băng mà âm trầm vang lên. Mong tiên sinh nói rõ, cái chết của lão nhị, rốt cuộc là nguyên do gì, có liên quan gì đến liễu thị. Một lát sau, một thanh âm có vài phần sắc bén vang lên, các ngươi đã muốn biết, bản chân nhân kia liền để thần hồ thi pháp, nói cho các ngươi biết chân tướng là được. Thẩm đường nghe rất cổ quái, chẳng lẽ đây là phán quan của địa ngục đang thẩm án? Xoẹt! Dưới sự cố gắng của thẩm đường, mí mắt nặng nề của hắn cuối cùng cũng mở ra một khe hở, ánh mặt trời chói mắt khiến thẩm đường dùng sức chớp chớp mắt, mới dần dần thích ứng lại. Nhưng thứ đập vào mắt khiến thẩm đường ngây ngẩn cả người quan tài quan tài hắn gian nan xoay đầu đã thấy vừa rồi lên tiếng bên kia có hai người ngồi ngay ngắn trên một cái ghế ngồi một lão giả râu tóc bạc phơ xem bộ dáng vừa rồi cái kia nặng nề tiếng vang hẳn là lão giả này trong tay quải trượng phát ra mà trên một cái ghế khác đúng là ngồi một gã đạo sĩ càng kỳ quái chính là ở trong lòng của hắn đúng là còn ông một con bộ lông thuần trắng hồ ly địa ngục cũng có đồng hành trầm đường oán thầm một câu sau đó liền mang theo vài phần khác tâm tư hướng một cái phương hướng khác nhìn qua trong địa ngục này quả nhiên như trong truyền thuyết giống nhau nhìn xem này mỗi người ăn mặc vẫn như cũ là người cổ đại bộ dáng chỉ bất quá nhìn bọn hắn ăn mặc thô vải y bộ dáng chẳng lẽ là trong địa ngục bình dân ngược lại nữ tử quỳ rạp ở phía trước quan tài kia quả thực làm cho trầm đường giật mình nữ tử này bất kể là ăn mặc hay là tướng mạo khí chất thật sự không giống xuất thân bình dân. Mặc dù là quỳ rạp xuống, nhưng là một thân xanh biết vấy dài, vẫn là đem linh lung long lanh trong suốt thân hình biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nữ tử này, thoạt nhìn ước chừng hai tám tuổi, sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, mi công như lá liễu, môi anh đào như điểm dáng, một sợi tóc đen ưu nhã rủ xuống, có vẻ có vài phần lượng lờ. Vô luận nàng thấy thế nào đều là một mỹ nhân phôi không thể tranh cãi, nhưng mà, Cả người nàng lại bị dây thừng thô ráp trói buộc, tuy rằng khiến cho nữ tử này càng thêm vài phần mị hoặc, nhưng mà cũng làm nổi bật sự vô lực cùng sầu bi của nàng. Vèo. Một đạo bạch quang lóe lên, cũng là bạch hồ kia từ trong lòng đạo sĩ nhảy ra, thậm chí, từ trên người trầm đường đang nằm mượn lực, sau đó trực tiếp rơi vào trong quan tài chưa đóng nắp kia. Thẩm Đường nằm song song với quan tài kia, cho nên nhìn không thấy tình hình bên trong quan tài, bất quá từ thần sắc kinh ngạc của đám người trước quan tài đến xem, trong quan tài này hiển nhiên đã xảy ra chuyện khiến người ta kinh ngạc. Đích xác, trong quan tài này, vốn là một gã nam tử 50 tuổi mặc tan phục. Nhưng mà, giờ phút này nam tử đã qua đời này, lại thình lình ngồi dậy, mà bạch hồ kia, đang rơi ở trước ngực nam tử này. Ta thẩm nhị phút mắt mờ, đúng là đem tiện tỳ liễu hương lăng kia mua về nhà, không chỉ có con ta thẩm đường bị hắn gây trở ngại hôn mê bất tỉnh. Ta càng là bị phương tử, tiện tỳ này không trừ, thẩm gia ta vĩnh viễn không có an bình, ta thẩm nhị phúc. Chết không nhắm mắt. Thanh âm nặng nề lần nữa truyền vào trong tai Thẩm Đường, mà mọi người trước quan tài nhìn thấy người chết mở miệng, lại càng kinh hãi liên tục. Bất quá, tuy rằng Trầm Đường không biết trong quan tài đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi cười cười. Hắn rõ ràng nhìn thấy, cái kia trên ghế đạo nhân ngồi ngay ngắn, tại thanh âm vang lên đồng thời, khoan bụng tại hơi hơi chấn động xem ra này trong địa ngục đồng hành thủ đoạn cũng không gì hơn cái này sao trầm đường trong lòng oán thầm phúc ngữ mặc dù nói đến thần kỳ nhưng cũng không phải là cái gì thần tiên thủ đoạn trầm đường tự nghĩ chính mình chỉ sợ cũng muốn so trước mắt này đồng hành lợi hại mấy trù vèo một lát sau bạch hồ lại lần nữa nhảy ra mượn lực từ trên người trầm đường trở lại trong lòng đạo sĩ kia khi bạch hồ kia đạp trên người trầm đường, dưới thân hắn không biết là ghế gỗ hay là vật gì, không khỏi lắc lắc. Mà đúng lúc này, trong đầu của hắn, một cổ xa lạ mà lại quen thuộc ký ức, đột ngột hiện ra. Trải qua một ngày phức tạp, tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của thẩm đường. Kỳ thật, từ trong cảnh tượng vừa rồi, thẩm đường đã mơ hồ ý thức được, mình chỉ sợ cũng không phải là đi tới địa ngục tưởng tượng. Không nói cái khác, chỉ là ánh nắng từ sông cửa sổ chui vào, cũng rất không khoa học chỉ có điều bất kể là theo ý nguyện hay nhận thức thẩm đường cũng không thực sự suy nghĩ về tình cảnh của mình mà thôi cho đến giờ khắc này cổ ký ức kia dần dần rõ ràng hai mắt mơ hồ của trầm đường không khỏi có vài phần thất thần một hồi lâu thẩm đường mới dùng sức thở ra một hơi xem ra quái luận kỳ đàm sư phụ nói với ta lúc trước chưa chắc đều là giả ta đây tuy rằng cũng không phải tiến vào địa ngục nhưng luận mới lạ lại không kém tiếng vào địa ngục bao nhiêu. Thanh Lý suy nghĩ trong đầu, thẩm đường rốt cục cũng hiểu tình cảnh hiện tại của mình. Hắn vẫn là trầm đường, chỉ có điều, trầm đường này cũng không phải là trầm đường kia. Không biết là duyên cớ gì, hay là tu luyện của mình đã đạt tới cảnh giới siêu thoát. Hiện tại, hắn đúng là giật mình, xuyên qua thiên cổ, đi tới Tống Triều. Chương 2 Chuyện lúc trước có nguyên nhân, lạnh nhạt hình phạt bạn đang nghe tại truyện chấm audio tuy rằng trí nhớ trong đầu vẫn hỗn độn như trước nhưng thẩm đường đã đại khái suy tính ra hiện tại hẳn là đang ở thời kỳ nam tống mà thân phận này của mình chính là một sơn thôn tên là thẩm gia thôn trong quan tài chính là trầm đường chi phụ thẩm nhị phúc bên cạnh trên ghế ngồi ngay ngắn một người là trầm gia thôn tộc trưởng thẩm quốc khánh một người khác cũng được xưng thần hồ chân nhân khiến trầm đường kinh ngạc nhất chính là diệu nữ quỳ rạp trước quan tài, tên là Liễu Hương Lăng, đúng là thê tử của mình. Nguyên do của việc này mặc dù phức tạp, nhưng nói ra cũng đơn giản. Thẩm nhị phúc lúc nào cũng nuông chiều vô cùng. Nhưng mà nuông chiều ra nghịch tử. Thẩm đường này cả ngày cùng vài tên du côn thôn bên cạnh lăn lộn. Hơn một tháng trước, một đám du côn cùng một đám người khác tư đấu, trầm đường này bị người ta một gậy đập vào đầu. Sau khi mang về, liền bị vây trong hôn mê. Người phụ nữ già khóc than. Nhà ba người biến thành hai ông cháu lưu manh. Vợ qua đời, con trai duy nhất hôn mê, thẩm nhị phúc chịu đựng đau khổ hắn không nên thừa nhận. Trong lúc tình cờ, một lan trung nói với thẩm nhị phúc. Sao không sung hỉ? Không chừng thẩm đường còn có thể tỉnh lại. Hơn nữa, vạn nhất tương lai. Cả nhà này cũng không thể gãy rễ một câu đánh thức người trong mộng bất quá chuyện này độ khó cũng không nhỏ thẩm đường bản tính này chung quanh mười dặm tám hương nhà ai không biết đương nhiên trời không tuyệt đường người cưới vợ đàng hoàng đương nhiên là không có hy vọng gì nhưng mà mua một cái trở về không phải ván đã đóng thuyền sao thẩm nhị phúc đem ruộng trong nhà đổi mấy chục quan tiền liền đi về phía huyện sơn âm trong hàm răng hắn liếc mắt một cái liền nhìn trúng liễu hương lăng xinh đẹp này cô gái bị trói trước quan tài sau khi trở về tuy rằng trầm đường vẫn không tỉnh lại nhưng trong nhà cuối cùng là có biến hóa liễu hương lăng chăm sóc thẩm đường thẩm nhị phúc cũng yên lòng tâm tình sa sút con trai cuối cùng cũng có người chăm sóc thẩm nhị phúc nhớ người vợ đã mất không bao lâu cũng là một mạng nhà ma thông qua những lời vụn vặt trong sân thẩm đường phỏng đoán chẳng biết vì sao mọi người thẩm gia thôn đem cái chết của thẩm nhị phúc đổ lên người liễu hương lăng thình thịch lại là một tiếng vang nặng nề vang lên cũng là quải trượng trong tay tộc trưởng thẩm đại khánh lần thứ hai dùng sức đâm vào phiến đá xanh phía dưới các vị đều rõ ràng liễu hương lăng này chính là yêu nghiệt thác sinh không chỉ có hại chết nhị đệ ta trầm đường cháu trai càng là không có chút nào chuyển biến tốt đẹp vì ta trầm gia thôn an bình ta quyết định thiêu chết liễu thị này để tuyệt ta trầm gia thôn hậu hoạn. Lời nói của Thẩm Quốc Khánh không làm cho con ngươi Liễu Hương Lăng sinh ra bất kỳ gợn sóng nào, giống như sinh tử đối với nàng mà nói, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Ở bên cạnh nàng, một đống củi khô hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, theo Thẩm Quốc Khánh nói xong, một gã tráng hán giơ đuốc trong tay, mang theo vẻ mặt lạnh lùng tiến lên, không chút do dự đem đuốc kia hướng củi khô đốt đi. Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp mang theo vài phần khang khang đột nhiên vang lên. Ai dám? Két két két. Theo vài tiếng vang khiến người ta nghiến răng, trầm đường có được một tia khí lực, chậm rãi ngồi dậy. Hơn một tháng nằm trên giường, khiến cho thân thể có chút cứng ngắc cùng bụng rủng, bất quá, hẳn là liễu hương lăng chăm sóc cũng coi như dụng tâm, cho nên, ngoại trừ vài phần khó chịu, ngược lại cũng không có quá nhiều cảm giác khác. Thẩm đường đứng dậy, tầm mắt mọi người ở đây cũng dần dần hội tụ trên người hắn thẩm quốc khánh thấy vậy đầu tiên là giật mình trên mặt càng mang theo vài phần giật mình bất quá sau đó biểu tình cổ quái trên mặt hắn tất cả đều thu lại thay vào đó là thần sắc mang theo vài phần kinh hỷ nhìn xem liễu hương lăng quả nhiên là yêu nghiệt hiện tại có thần hồ chân nhân ở đây kinh sợ yêu nghiệt càng có quyết tâm trừng phạt yêu nghiệt của chúng ta cháu trai thẩm đường đúng là trực tiếp tỉnh lại trời phù hộ thẩm gia thôn ta thẩm nhị ngưu ngươi còn thất thần làm gì hán tử cầm đuốc trong tay kia bởi vì trầm đường đột ngột tỉnh lại cũng sững sờ ở đó giờ phút này trầm quốc khánh tiếng nói truyền đến hắn chính là xoay người chuẩn bị hoàn thành hành động vĩ đại của mình yêu nghiệt danh tiếng bao nhiêu từ nay về sau chính mình cũng là diệt trừ qua yêu nghiệt cao cấp nhân sĩ dừng tay nhìn thẩm nhị ngưu lạnh lùng trầm đường không khỏi có vài phần lửa giận tai họa yêu nghiệt gì? Đó là một mạng người, được không? Trầm đường dãy dụ dần dần đứng lên, cũng chậm rãi thích ứng với thân thể mới này, liếc mắt nhìn, dưới thân mình, đúng là một tấm ván cửa cũ nát không biết từ nơi nào tháo xuống. Từng bước một tiếng lên, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, trầm đường đi tới bên cạnh liễu hương lăng, liễu hương lăng gần trong gan tất, càng làm cho trầm đường có vài phần cảm giác kinh diễm, da thịt trắng nõn kia, giống như mỡ đông, thân hình lung linh cộng thêm ngũ quan tinh xảo tuyệt đối là kỳ tích trời cao tạo vật tuy rằng theo lão đạo sĩ du lịch thế gian thời điểm trầm đường cũng khá kiến thức qua một ít mỹ nữ nhưng là trước mắt cái này nhưng là thuần tự nhiên được không sư phụ nói những thứ kia tây thi lục châu chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi trầm đường trong lòng tán thưởng một câu sau đó chính là đưa tay hướng nữ tử trên người dây thường đưa qua về phần thê tử nói trầm đường cũng không nghĩ nhiều đầu tiên mà nói hắn đối với nữ tử trước mắt này trước mắt cũng không có tình vợ chồng hơn nữa cũng không phải tất cả đạo sĩ đều cấm kết hôn trước giải quyết tình huống trước mắt chuyện sau sau lại nói là được huống chi liễu hương lăng chung quy có một tháng chăm sóc thẩm đường làm sao có thể nhìn nàng chết như vậy động tác của thẩm đường khiến con ngươi liễu hương lăng nâng lên nhưng sau đó lại khôi phục bộ dáng tỉnh mịch chỉ có lúc thẩm đường giải trừ dây thừng mà ngẫu nhiên chạm vào thân thể cùng da thịt của nàng nàng mới hơi có vài phần khó chịu run lên hai người tuy có tên vợ chồng nhưng cũng không hơn hoặc là nói giờ phút này mới là lần đầu tiên liễu hương lăng nhìn thấy trầm đường còn sống thẩm đường hành vi để thẩm quốc khánh thần sắc biến ảo sau đó đột nhiên quát lên thẩm đường chẳng lẽ ngươi muốn không để ý thẩm gia thôn ta sinh tử mà thả cái này yêu nghiệt cho đến khi cố sức cởi trói cho liễu hương lăng trầm đường mới nhếch khóe miệng cười yêu nghiệt yêu nghiệt ở đâu đây là thê tử của ta nhìn thấy tiểu bối này dám khiêu chiến quyền uy của mình thẩm quốc khánh cơ hồ nổi trận lôi đình tiên sinh nói nàng là yêu nghiệt nàng chính là yêu nghiệt hơn nữa vừa rồi cha ngươi cũng mượn miệng thần hồ đại nhân nói yêu nghiệt này làm phương chủ hiện tại cha ngươi đã bị yêu nghiệt này hại chết chẳng lẽ ngươi muốn cho toàn bộ trầm gia thôn đều gặp tai ương hay sao nhưng mà lúc này đây trầm đường căn bản mặc kệ thẩm đại nguyên kia cẩn thận đem dây thừng kia tách ra cũng nhẹ giọng nói với liễu hương lăng không xứng đáng để cho ngươi chịu khổ ngươi yên tâm nơi này có ta thấy trầm đường này đúng là không biết tốt xấu như thế thẩm đại nguyên giận dữ trầm đường tuy rằng ta thương hại phụ thân ngươi mới mất thế nhưng nếu như ngươi không để ý toàn bộ trầm gia thôn sống chết, vậy đừng trách ta trục xuất ngươi khỏi trầm gia. Ngươi về nhà chờ ta, nơi này tự có ta để ý. Thẩm đường không để ý thẩm đại nguyên, mà là nhẹ giọng đối liễu hương lăng nói. Sợi dây thường trên người đã được cởi ra, liễu hương lăng cũng đứng dậy, nạn do dự một chút, sau đó gật gật đầu, đi về phía cửa kia. Chương 3 Độc thân tương hộ, bức bách trầm lang bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngươi dám. Thẩm đại nguyên gầm lên một tiếng, không thể để cho yêu nghiệt này rời đi, nếu không, trầm gia thôn ta vĩnh viễn không có ngày yên lành. Rào rào. Đám người trong từ đường lập tức chắn trước cửa, liễu hương lăng dừng bước, tiếng thối không biết. Hàng quan trong mắt thẩm đường lóe lên, xoay người bước lên trước hai bước, đặt song song với liễu hương lăng, hướng về phía một đám người chặn đường đi. Chư vị thúc bá, trầm đường không muốn gây chuyện nhưng cũng không sợ phiền phức nếu hôm nay chư vị thúc bá làm khó dễ ta trầm đường ta cam đoan cho ngươi vĩnh viễn không có ngày yên ổn trầm đường ta đã là người chết một lần nếu có ai không sợ chết cứ việc chặn đường dứt lời thẩm đường nắm lấy bàn tay liễu hương lăng cất bước đi về phía trước lời nói của thẩm đường vẫn có lực uy hiếp không nhỏ một người như vậy gặp người sợ quỷ gặp quỷ buồn du côn những người thành thật này người nào muốn trêu chọc phiền toái như vậy bàn tay liễu hương lăng rất trắng căn bản là không giống những thôn phụ thẩm gia thôn này bất quá không biết là sợ hãi hay là nguyên nhân khác bàn tay của nàng có chút lạnh như băng thậm chí trong lòng bàn tay còn thoáng chảy ra một tia mồ hôi đương nhiên giờ phút này thẩm đường không có tâm tình cảm thụ những thứ này liễu hương lăng nhắm mắt theo thẩm đường mà thẩm đường bước ra một bước mọi người trước mặt hắn sẽ hoảng loạn lui về phía sau một bước Nhìn thấy tình cảnh này, Thẩm Đại Nguyên giận không thể tha thứ. Chẳng lẽ ngươi không sợ các hương thân đâm vào xương sống ngươi hay sao? Bước chân Thẩm Đường hơi dừng một chút, cảm giác được bàn tay ngọc hơi run rẩy trong tay, bàn tay của hắn cũng không khỏi dùng sức. Ở thời đại này, trói buộc trung hiếu so với ngàn năm sau tưởng tượng còn nghiêm khắc hơn. Bởi vậy, khi Thẩm Quốc Khánh nhắc tới cha mẹ Thẩm Đường, bất kể là Thẩm Đường hay là Liễu Hương Lăng, đều nhất thời cảm giác được một cổ áp lực khổng lồ. Bất quá, Trầm Đường cũng biết, giờ phút này chính mình chỉ sợ là trước mắt này nữ tử duy nhất một tia chống đỡ cùng che chở. Hắn chỉ cần lui về phía sau một bước, nữ tử này sẽ bị đám người lạnh lùng này xé thành mảnh nhỏ. Hắn dùng sức thở ra một hơi, sau đó, quay đầu nhìn về phía Thẩm Quốc Khánh, cũng gằn từng chữ nói: "Liễu Hương Lăng này, chính là thê tử của ta. Hắn vì ta mà trêu chọc tai họa, ta thẩm đường nhận." Về phần Đâm Sống Lưng, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám thê tử của ta tự nhiên do ta che chở nàng là yêu nghiệt cũng được là tai họa cũng được thê tử của ta trầm đường ta sẽ vì nàng mà chống đỡ một mảnh thiên địa liễu hương lăn cúi thấp đầu đột nhiên ngẩng lên đây là lần đầu tiên sau khi nàng đến thẩm gia xem như là lần đầu tiên giáp mặt thẩm đường này vốn nàng đã nhận mệnh tuy rằng vận mệnh này đối với nàng mà nói thật sự không tính là đối xử tử tế nhưng nàng thật sự đã vô lực đi phản kháng. Cho nên, cho dù là đối mặt sinh tử, nàng cũng căn bản không có bất kỳ một tia dãy dụa. Tất cả đều không liên quan đến cô, không phải sao? Nhưng mà, vừa rồi trầm đường nói mấy câu, lại làm cho trái tim nàng rung rẩy. Mình là thê tử của nàng sao? Mình là thủ hộ của nàng sao? Hắn nói, sẽ vì mình chống đỡ một mảnh trời, là thật sao? Chỉ là lời đồn đại đã, đã thương người nhất. Chỉ là, tình cảm gia tộc lớn hết thảy, hắn thật sự có thể làm được sao? Thanh âm trầm thấp của thẩm đường, vẫn vang lên trong phòng, liễu hương lăng, là thê tử mà thẩm đường ta nhận định, ta sẽ bảo vệ tất cả của nàng. Mặt khác, ta không hy vọng trong miệng bất kỳ người nào, lại nghe được yêu nghiệt, tai họa các loại, nếu không, không chết không thôi. Lời nói của hắn thậm chí có vài phần vô lực, thế nhưng, lại làm cho người ta sợ hãi. Thẩm Đường, Thẩm đại nguyên mặt đỏ bừng, từ giờ trở đi, ngươi bị trục xuất khỏi Trầm gia thôn. Thẩm Đường ngẩng người, sau đó hướng trong đám người, một tiểu tử nửa lớn nói: "Thẩm Minh, đi kéo một chiếc xe lại đây cho ta." Thẩm Minh ngẩng người trong đám người, sau đó xoay người chạy ra ngoài viện. Không bao lâu, Thẩm Minh lôi kéo một chiếc xe đẩy đi vào. Giúp một tay thẩm đường lại lần nữa nói với thẩm minh sau đó hai người đi vào trong nhà trầm đường đầu tiên là khấu đầu vào quan tài của thẩm nhị phúc phụ thân nhi bất hiếu đúng là không thể để cho phụ thân an nghỉ bất quá nhi hướng phụ thân thề trầm đường ta ở đây trầm gia bất diệt thẩm đường trong đầu có hai cái linh hồn ký ức cho nên làm ra chuyện trước mắt hắn cũng không cảm thấy khó xử hoặc là khó chịu dứt lời dưới sự giúp đỡ của thẩm minh Hai người đẩy nắp quan tài lại, nâng quan tài lên trên chiếc xe phẳng. Cũng may cái quan tài gỗ mỏng này cũng không nặng, cho nên, hai người tuy rằng cố hết sức, nhưng thật ra cũng có thể làm được. Đem quan tài phụ thân cất kỹ, sau đó thẩm đường kéo xe, liễu hương lăng yên lặng đi theo một bên, hai người chính là dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nương theo thanh âm xèo xèo, dần dần rời khỏi tầm mắt mọi người. Nhà vẫn còn, cũng đã phá. Người vẫn còn, nhưng đã chết lúc này thẩm đường thật sự không có tinh lực chú ý lễ nghi cùng quy củ gì nữa suy tư một phen thẩm đường cũng không kéo quan tài về nhà mà là trực tiếp đi tới thẩm gia thôn phía nam ước chừng một dặm bên ngoài một cái bờ sông nhỏ không biết có phải thẩm minh có dự kiến trước hay không trên xe phẳng đúng là chuẩn bị một cái xẻng cũ nát thẩm đường liền dùng xẻng này dưới sự giúp đỡ của liễu hương lăng đào một cái hố sau mấy thước tuy nói bờ sông này bùn đất xốp nhưng là thẩm đường vừa nằm hơn một tháng, thật sự phí hắn thật lớn khí lực. Trọn vẹn hai canh giờ, đem trong hố đất nghỉ ngơi hồi phục một phen, sau đó, cẩn thận đem quan tài đẩy vào trong hố đất. Lại tốn một canh giờ thời gian, hố đất đã biến thành một cái tầm thường mộ phần mới. Không có bia đá, thậm chí không có ấn ký gì, có lẽ, đây chính là kết cục cuối cùng của đại đa số dân chúng tầng dưới chót thời cổ đại. Thẩm đường nghỉ ngơi một lát, sau đó, trịnh trọng quỳ xuống trước mộ phần nghiêm túc bái bốn lạy hương lăng ngươi đã vào cửa thẩm gia đó chính là vợ thẩm gia ta ngươi cũng bái cha một lạy đi liễu hương lăng gật gật đầu cũng học theo bộ dáng của thẩm đường ở trước mộ bái bốn lạy nhìn thấy trên trán trơn bóng của liễu hương lăng nhiễm một vệt bụi đất tâm tình đè nén của trầm đường chẳng biết tại sao đúng là tốt hơn không ít bận rộn hơn nửa ngày sắc trời đã dần tối thẩm đường thu thập một phen lôi kéo xe đẩy, hai người liền một trước một sau hướng trong nhà đi đến. Nhà của thẩm đường cũng giống như đại bộ phận thôn hộ của thẩm gia thôn, đơn sơ đến mức làm cho người ta hoài nghi căn nhà này có lẽ sau một khắc sẽ ngã xuống. Sân không lớn, không có ai nghỉ ngơi và hồi phục, đã có cỏ dại nổi lên bốn phía. Đẩy cửa phòng kéo kẹt trung động ra, trong phòng đã là ám sắc bao phủ. Phòng chia làm hai gian, một gian trong đó hiển nhiên là chỗ ở của thẩm nhị phúc lúc trước, mà một gian khác chính là chỗ ở của Thẩm Đường và Liễu Hương Lăng. Giữa hai căn phòng, sau khi người gác cổng đi vào, xem như là một phòng khách cực nhỏ, phòng khách bốn chân rơi xuống đất, ở vị trí bên trong bừa bộn bày mấy vài gạo cũ nát, chính giữa phòng khách, là một cái bàn gỗ vuông rất có dấu vết lịch sử, trên bàn gỗ, bày mấy cái đĩa sứ xanh cùng với hai ba đôi bát đũa. Chương 4 Độc thân chôn cha, phòng ốc sơ sài nhà nghèo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio hai người một trước một sau đứng trong căn phòng tối tăm này không khí có vài phần xấu hổ thẩm đường ngồi vào chỗ của mình liễu hương lăng cầm củi khô bận rộn ở ngoài phòng không lâu sau liễu hương lăng bưng hai chén xanh đặt lên bàn vuông chỉ có hai chén cháo này đây là lần đầu tiên thẩm đường nghe thấy giọng nói của liễu hương lăng cực kỳ thanh thúy hơn nữa giọng điệu mang theo vài phần mềm mại của ngô nùng cực kỳ dễ nghe thẩm đường đầu tiên là ngẩn người sau đó trên mặt càng thêm vài tia cười khổ phòng khách cũng không lớn hắn đứng ở bên cạnh bạn mượn cái kia chập chờn đèn dầu liền đủ để thấy rõ cái kia đã quét đủ để cho chuột đều rơi lệ vài gạo cùng với cái kia chén trong suốt gặp người cháo gạo cái nhà này hiển nhiên đã đến lúc hết đạn hết lương thực lắc đầu ngồi xuống đem một cái bát đẩy tới trước mặt liễu hương lăng ừ ăn đi ăn xong nghỉ ngơi sớm một chút lăng qua lăng lại một ngày ngươi cũng mệt mỏi Hy lý khò khò, cơ hồ chỉ dùng một hơi công phu, tại liễu hương lăng còn chưa bắt đầu thời điểm, trầm đường trong chén cháo cũng đã thấy đấy. Thẩm đường bận rộn hơn nửa ngày, bụng đã sớm rỗng tuyết. Một chén cháo giống như nước, thật sự không có tác dụng gì. Nhưng mà, trong nhà không có gạo, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Cảm giác được ánh mắt thẩm đường ném tới, liễu hương lăng hơi mất tự nhiên. Ngươi! Ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Cẩn thận đem chén cháo đẩy tới trước mặt Thẩm Đường, Liễu Hương Lăng nhẹ giọng mở miệng. "Anh ăn đi." Thẩm Đường dứt khoát đẩy bát về, khẩu khí không thể nghi ngờ. Liễu Hương Lăng do dự một chút, cũng không từ chối nữa, mà chậm rãi ăn. Cách ăn của nàng rất hiển nhiên khác với Thẩm Đường, cho dù chỉ là một chén cháo thấy nước, cũng ăn ra cảm giác cực kỳ lịch sự tao nhã. Thậm chí, chén cháo này, nàng ước chừng ăn một khắc đồng hồ thời gian mới tuyên cáo kết thúc yên tâm đi có ta ở đây tất cả sẽ tốt đẹp thanh âm trầm đường đột nhiên vang lên liễu hương lăng sửng sốt sau đó khẽ gật đầu vụng về mà lại cẩn thận đem trên bàn thu thập một phen sau đó trầm đường nói ra tốt lắm nghỉ ngơi đi nói xong trầm đường theo thói quen đi về phía phòng ốc của mình bất quá hắn đi được hai bước lại phát hiện liễu hương lăng không theo kịp quay đầu nhìn lại phát hiện trên mặt Liễu Hương Lăng có vài phần e lệ và do dự. Thẩm đường lúc này mới nhớ tới, lúc trước, tuy rằng hai người cùng một phòng, nhưng là, hắn nhưng vẫn bị vây trong hôn mê. Mà hiện tại, hắn đã thanh tĩnh, hai người mặc dù là trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng là, nếu như cùng một chỗ một phòng, đích xác sẽ làm cho người ta khó chịu. Còn đến phòng cha ngủ. Trầm đường nói. Nhưng mà, ngay khi thẩm đường đi qua bên cạnh Liễu Hương Lăng, ống tay áo của hắn lại bị liễu hương lăng cẩn thận nắm lấy thẩm đường sửng sốt nhìn về phía liễu hương lăng đã thấy tầm mắt liễu hương lăng có chút né tránh trong miệng lại do dự nói ta ta có chút sợ hãi cho tới giờ phút này liễu hương lăng mới hiện ra bản sắc tiểu nữ nhi trong lòng thẩm đường sâu kín thở dài cũng đúng cho dù liễu hương lăng có bình tĩnh hơn nữa nhưng đối mặt với tình cảnh hôm nay thậm chí thiếu chút nữa đã bị mọi người thiêu chết trong lòng nàng làm sao có thể yên ổn thẩm đường gật đầu lôi kéo liễu hương lăng đi thẳng vào trong phòng mình trong phòng này đồng dạng đơn sơ vô cùng vị trí dựa vào bên trong là một cái giường gỗ cũ nát một bên giường gỗ lại là một cái giường nhỏ đơn giản cũ nát hơn cái giường nhỏ này hiển nhiên là giường của liễu hương lăng lúc trước ngươi ngủ bên trên trầm đường nói có lẽ là đã thành thói quen phục tùng thẩm đường liễu hương lăng chỉ do dự một chút liền khẽ gật đầu. Mà thẩm đường, trực tiếp nằm trên giường nhỏ, cùng yên nhắm mắt. Hôn ám trong phòng, hai người đều tự mà nằm, cách xa nhau bất quá hai thước, thậm chí, có thể rõ ràng nghe được lẫn nhau tiếng hô hấp. Đèn dầu đã tắt, ánh trăng dịu dàng từ cửa sổ cũ nát trượt vào, chiếu ra hai đôi mắt thỉnh thoảng lóe ra. Tất cả những gì đã trải qua hôm nay, bất kể là đối với thẩm đường hay liễu hương lăng, đều là những trải nghiệm kích thích và gian nan tâm tư thẩm đường ngược lại bình thản tuy rằng kỳ tích xuyên qua thiên cổ đi tới triều đại tống này bất quá ở kiếp trước hắn cũng chỉ là cùng lão đạo sĩ sống nương tựa lẫn nhau lão đạo sĩ vũ hóa hắn càng là hồn vô vướng bận ở chỗ này cũng chẳng qua là đổi địa phương sinh hoạt mà thôi nữ tử bên cạnh mặc dù uyển chuyển nhưng trầm đường cũng không nghĩ như hắn chuyện hôm nay làm chẳng qua là không đành lòng nữ tử này bởi vì nhà mình gặp nạn sau này, giải quyết xong kế sinh nhai, để cho nữ tử này có một phần an thân lập mệnh tiền vốn về sau, là hắn gã hay là như thế nào, trầm đường cũng không có cái gì không thể tiếp nhận tâm tình. Về phần mình, có lẽ là du lịch thế gian, có lẽ là học đào uyên minh, thải cúc đông ly hạ, dung nhiên kiến nam sơn, chính là tự bằng ý nguyện. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kim tế thiên hạ, bất luận là từ kinh tế mà nói, hay là từ sức mạnh mà nói, thẩm đường tự nghĩ, chính mình đều tuyệt đối nằm trong phạm trù nghèo. Bởi vậy, hắn cũng không có cái gì cứu giúp thiên hạ, sửa lịch sử ý nghĩ. Về phần liễu hương lăng, tâm tư lại phức tạp hơn một chút. Từ một khắc từng đội binh sĩ xông vào đại trạch nhà mình, cuộc sống của nàng chính là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phụ thân bị chém đầu, mẫu thân không biết tung tích, những người khác cũng là hoặc chết hoặc giáng chức, chính mình từ thiên kim cao cao tại thượng, chuyển trong nháy mắt trở thành tù nhân cấp dưới. Thậm chí, trở thành hàng hóa mặt cho mua bán trong tay nha nhân. Kinh nghiệm bực này, nói là nghiêng trời lệch đất cũng không quá đáng. Về phần nam tử bên cạnh này trở thành phu quân của hắn, nàng chỉ là mê man, lạnh lùng, tâm chết mà lại lưu manh cứng đờ mặt cho bài bố mà thôi. Đã từng, cô cũng từng có ảo tưởng đối với người tương lai làm bạn với mình kia. Là tướng quân kim qua thiết mã hay là tài tử bụng có thi phú. Tóm lại, cùng sơn thôn giả phu này không có quan hệ một văn tiền. Nhưng là hiện tại, nàng tất cả ảo tưởng cũng đã theo gia tộc trách nát bị nghiền nát, bên cạnh cái này thân vải thô đơn y, lộ ra có vài phần nhu nhược thôn hán, trở thành chính mình bên gối người. Nàng muốn tất cả chỉ là một cơn ác mộng, chỉ tiếc, nàng hiểu được cơn ác mộng này, chỉ sợ khó có thể tỉnh lại. Tuy rằng, lời nói và biểu hiện của thẩm đường hôm nay khiến nội tâm của nàng có vài phần dao động nhưng vẫn khó có thể khiến trái tim nàng ấm áp trở lại ta là yêu nghiệt ngươi không sợ sao thanh âm liễu hương lăng đột nhiên vang lên trong bóng tối truyền vào trong ý thức hỗn loạn của thẩm đường sau một lát trầm mặt, trầm đường cười khẽ một tiếng đâu có yêu nghiệt gì nhưng mà thần hồ đại nhân nói hô thẩm đường thở ra các đức liễu hương lăng vốn đã cẩn thận từng ly từng tí đừng suy nghĩ lung tung đồng hành kia à đạo sĩ kia chẳng qua là biết phúc ngữ mà thôi về phần trong quan tài kia hẳn là có cơ quan khác cùng ngươi có phải yêu nghiệt hay không không có bất cứ quan hệ gì được rồi ngủ đi mệt mỏi kéo tới thẩm đường không để ý tới liễu hương lăng nữa ý thức lại rơi vào hôn mê mà câu trả lời của hắn lại khiến liễu hương lăng giật mình tiếng bụng nàng cũng từng nghe nói tiểu tỷ muội nào đó nói qua cái từ này, nghe nói cực kỳ thần kỳ, nói như vậy, chính mình không phải yêu nghiệt. Nhưng mà, trầm đường này, làm sao biết được? Thậm chí, hắn còn biết trong quan tại có cơ quan khác. Liễu Hương Lăng cũng không ngốc, chỉ là lúc trước nàng mất đi suy nghĩ làm sao có thể nghĩ đến những thứ này. Hơn nửa chuyện quỷ quái đồn đãi rất nhiều, lúc này mới làm cho nàng có vài phần sợ hãi. Mơ mơ màng màng nghĩ, cuối cùng đánh không lại buồn ngủ, Liễu Hương Lăng cũng dần dần ngủ say, mà ở trong mộng của nàng, một hồi xuất hiện bạch y tài tử, một hồi lại biến thành kim giáp tướng quân, làm cho khuôn mặt lạnh như băng của nàng dần dần nhu hòa, thậm chí thỉnh thoảng xuất hiện vài phần xấu hổ. Chương 5 Yên tĩnh sáng sớm, đọc vãng sơn âm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thẩm đường cũng không có thói quen ngủ nướng, trời tờ mờ sáng, hắn đã tỉnh lại, nhưng dù vậy trên giường bên cạnh cũng không thấy bóng dáng liễu hương lăng xoay người xuống giường đã thấy liễu hương lăng cô độc ngồi ở một bên bàn vuông tay chống cằm đang ngơ ngác xuất thần động tỉnh nơi này của thẩm đường khiến liễu hương lăng cuống quít đứng dậy thậm chí ngay cả bát xanh để trên bàn cũng đánh nát một cái tuy rằng hai người cũng không phải là lần đầu tiên cùng phòng mà ở nhưng đối mặt thẩm đường đang hôn mê cùng thẩm đường tỉnh lại hiển nhiên là hai loại cảm giác Cuối người xuống, Liễu Hương Lăng đưa tay rửa sạch chén vỡ, không biết có phải khẩn trương hay không, chén sứ kia xẹt qua trên tay Ngọc, nhất thời, một đạo máu loãng đỏ tươi chậm rãi chảy ra. Trong lòng khẽ thở dài, sở dĩ Liễu Hương Lăng ngẩn người, ngoại trừ cảm xúc, chỉ sợ cũng có liên quan đến tình huống hiện tại. Hai chén rỗng tuyết, hiển nhiên không phải Liễu Hương Lăng lười biếng mà là xảo phụ không bột đố gột nên hồ. Cũng đúng, vài gạo hôm qua đã sạch sẽ, bữa ăn hôm nay nên như thế nào không cần thu thập nắm lấy cánh tay liễu hương lăng hơi dùng sức liền đỡ nàng dậy chờ ở đây không có thuốc ngay cả một sợi vải cũng may thẩm đường cũng có vài phần gấp gáp lúc này mặc dù là đi tới trong sân ở trong vài múc mấy chén nước lại đem củi khô đã chuẩn bị tốt nhét vào trong bếp theo hỏa chiếc tử đốt củi khô không bao lâu nước trong nồi cũng từ từ sôi trào lên xoẹt Thẩm Đường xé áo vải thô xuống một cái, đầu tiên là cẩn thận ẩn chứa trong nước sôi, mà phía sau mới cầm lấy ngón tay Liễu Hương Lăng cắt, cẩn thận cuốn kỹ. Từ lúc bị Thẩm Đường đè lên ghế, Liễu Hương Lăng ngơ ngác nhìn động tác của Thẩm Đường. Nàng có chút hồ nghi, có chút khó hiểu, cũng có chút ngây người. Không phải nói quân tử xa bếp nút sao? Sao anh ta lại thuần thục như vậy? Hắn định làm gì? Bữa sáng là muốn uống nước nóng cho đến khi vải thô ngay ngắn cuốn quanh ngón tay, liễu hương lăng mới lấy lại tinh thần, cũng theo bản năng rụt tay lại. Nàng đương nhiên không hiểu nhiệt độ cao tiêu độc các loại đồ vật, nhưng là, khi bàn tay hơi hơi cuộn tròn, nàng lại cảm giác được lòng bàn tay một mảnh ấm áp. Trong nhà còn tiền không? Trong vài gạo đã không còn một mảnh, hiển nhiên đã không còn thức ăn. Liễu Hương Lăng nhìn thẩm đường, sau đó xoay người trở về phòng, không biết từ nơi nào ông ra một cái hộp gỗ cũ nát thấy vậy trầm đường trong lòng nhẹ nhõm chỉ cần có chút tiền bạc trước tiên đem cửa ải khó khăn trước mắt vượt qua là tốt rồi nhưng mà khi hộp gỗ mở ra trầm đường lại choáng váng trong hộp gỗ có năm sáu đồng xu đây là tiền tài cuối cùng trong nhà dù cho trầm đường cũng không biết giá trị của đồng xu nhưng cũng biết chỉ sợ mấy đồng xu này căn bản không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì anh thẩm theo hàng rào cửa kẽo kẹt trung đồng thanh âm thẩm minh truyền tới thẩm minh này chính là con trai của thẩm đại dũng tính ra là em họ của thẩm đường ba năm trước thẩm gia thôn cùng ngọc tỉnh thôn sát vách tranh giành nước tư đấu thẩm đại dũng trọng thương mà chết lưu lại cô nhi quả mẫu vợ chồng thẩm nhị phúc tâm tốt đối với hai mẹ con này nhiều lần chiếu ứng bởi vậy trầm đường tuy rằng thanh danh không tốt mẹ con này đối với trầm đường ngược lại cũng không có quá nhiều ác cảm nương bảo ta đưa chút đồ ăn tới đây vừa nói vừa đưa vải bố trong tay cho trầm đường mở ra chết lặng trong đó lại là hai cái bánh to bằng bàn tay điều kiện nhà thẩm minh cũng không tốt hơn thẩm đường bao nhiêu bánh khô này đã xem như là món ăn xa xỉ hiếm có Thầy con cám ơn tam thẩm thẩm đường nhận lấy nói với thẩm minh thẩm minh gật gật đầu đi thẳng thẩm đường cũng nâng cái bánh kia trở lại bên cạnh bếp lò đơn sơ lại múc mấy chén nước cầm lấy lòng hấp bên cạnh đem bánh thô cứng trắng này hâm nóng một chút liễu hương lăng thấy vậy há miệng nhưng cuối cùng vẫn im lặng liễu hương lăng mặc dù là thiên kim nhưng sinh ra ở thời đại này một số quan niệm lại ăn sâu bén rễ cho nên đối với việc thẩm đường đi nấu cơm có chút khó thích ứng ăn đi liền lấy nước nóng mỗi người một cái bánh thô xuống bụng cuối cùng là miễn cưỡng giảm bớt trong bụng cảm giác đói khác Hai người tương kính như Tân trầm mặt ăn xong bánh, sau khi trầm mặt một chút, lại đánh giá gia đình không còn một mảnh, lại nhìn thần sắc trầm mặt của Liễu Hương Lăng, trầm đường thở dài. "Ngươi cứ ở nhà, ta đi ra ngoài một chuyến, trước khi trời tối sẽ trở về." Lấy hiện tại trong nhà tình huống, không cần nói cái gì chuyện sau này, coi như là sinh tồn đều là cái vấn đề thẩm đường tuyệt không hy vọng để liễu hương lăng vừa mới mình cứu trở về chết đói lại càng không hy vọng mình trở thành người xuyên việt đầu tiên chết đói liễu hương lăng tự nhiên không có gì giữ lại lại càng không có gì chú ý an toàn chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ mình nghe được lời thẩm đường nói bước ra khỏi nhà thẳng đến đi ra trầm gia thôn trầm đường mới lần nữa phát hiện trong lúc nhất thời chính mình đúng là không biết nên làm như thế nào cho phải ở thôn quê thôn quê này nhà nhà đều là lao động muốn kiếm chút tiền bạc căn bản là không có biện pháp lẽ ra cách đó không xa chính là núi hoang trong đó con mồi tự nhiên sẽ không ít nhưng núi hoang bây giờ cũng không phải là núi rừng đời sau trong chuyện này không biết có hung vật như thế nào nhìn xem mình bây giờ thân thể nếu thật tùy tiện đi vào vậy thật sự không biết là trầm đường đánh hổ hay là hổ đánh trầm đường tinh tế lật ra trong đầu hỗn loạn ký ức một khắc đồng hồ sau thẩm đường rốt cục đạp bước hướng tây đi đến. Hướng tây 30 dặm chính là huyện Sơn Âm. Trong núi hoang này không có cơ hội, có lẽ huyện Sơn Âm kia có thể để thẩm đường tìm được phương pháp giải quyết. Giang Nam đẹp, phong cảnh cũ từng am hiểu. Mặt trời mọc sông hoa hồng như lửa, xuân đến sông xanh như lam, có thể không nhớ Giang Nam. Tuy rằng kiếp trước trầm đường, đại đa số thời gian chính là ở trong núi. Bất quá ngàn năm sau cho dù là lại yên tĩnh núi cũng khó tránh khỏi bị phàm trần quấy nhiễu cùng với các vấn đề môi trường do ngành công nghiệp gây ra còn lâu mới có thể so sánh với hiện tại thanh minh chưa tới gần nhưng phóng tầm mắt nhìn cũng đã là đầy mắt xanh biếc xa xa trên con sông nhỏ như đai ngọc ngẫu nhiên có mấy chiếc thuyền nhỏ hoặc nhanh hoặc chậm xẹt qua rất có vài phần ý thơ của cô phàm viễn ảnh nếu là thêm vào mấy con ngẫu nhiên xuất hiện hoa dại cơ hồ liền đem thi nhân miêu tả cảnh đẹp tất cả đều hiện ra trước mắt có lẽ là cảnh đẹp chiếm cứ trầm đường tầm mắt cho nên hắn cũng không chú ý tới một chiếc xe ngựa vội vã cùng hắn sát vai mà qua trong xe ngựa hai người ngồi đối diện nhau một người trong đó mặc cẩm sam khí độ phi phàm mà người kia lại là thần hồ chân nhân xuất hiện ở trầm gia thôn lúc trước chỉ có điều giờ phút này thần hồ chân nhân này lại không có lạnh nhạt cao ngạo như lúc ở thẩm gia thôn, đối mặt với lão giả áo gấm kia, đúng là cung kính nữa không người. Uổng lão gia coi trọng ngươi như vậy. Lão giả áo gấm lạnh lùng nói. Thần hồ chân nhân cúng quyết hành lễ, cũng thấp giọng giải thích. Trương quản gia, tiểu nhân thực dụng tâm làm việc. Chỉ là, không biết dân phong ngu dốt này, đúng là chậm trễ đại sự của lão gia. Bất quá, tiểu nhân đã dụng tâm dặn dò, chỉ cần có cơ hội có cơ hội. Cẩm Sam lão giả trực tiếp ngắt lời hắn, ngươi cho rằng chuyện này là tùy ý chúng ta làm hay không? Hiện tại, không chỉ có chúng ta nhìn chằm chằm vào chuyện này, bên kia cũng đang điên cuồng nhìn chằm chằm. Hơn nữa, cho dù là bên chúng ta, ý kiến cũng không thống nhất. Tiếp tục kéo dài, chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Cũng là chúng ta biết tin tức muộn, hơn nữa, không thích hợp giống trống khu chiên. Quên đi, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể trở về bẩm báo lão gia, để lão gia đi cân nhắc. Xe ngựa từ từ đi, thẩm đường cũng không biết trong xe ngựa gần trong gan tất này, đang có người đàm luận chuyện Liễu Hương Lăng. Kỳ thật, đối với thân phận của Liễu Hương Lăng, thẩm đường cũng từng âm thầm suy đoán qua. Làm ra vẻ, hình dạng, bao gồm da thịt đông như mỡ kia, cái nào cũng không giống thôn phụ. Ít nhất, Liễu Hương Lăng lúc trước cũng có thể là áo cơm không lo, thậm chí là Minh Châu nhà nào đó cũng nói không chừng. Bất quá, đối với việc này trầm đường cũng không nghĩ sâu xa, càng chưa từng hỏi. Liễu Hương Lăng lưu lạc đến tận đây, hiển nhiên đã trải qua rất nhiều chuyện, mình cần gì phải đi vạch mặt sẹo. Huống chi, hai người tuy có tên vợ chồng, nhưng tương lai rốt cuộc như thế nào, cũng là một ẩn số. 30 dặm tuy rằng không tính là xa, nhưng đối với thẩm đường chỉ có thể dùng hai chân để đo đạc mà nói, cũng không tính là gần nhất là thân thể hắn hiện tại vượt xa kiếp trước có thể so sánh, bởi vậy, trọn vẹn hai canh giờ thời gian mới nhìn thấy xa xa đứng vững tường thành. Người đi đường dần nhiều, huyền Sơn Âm này chính là nơi thiệu hưng phủ trị, cũng là tượng trưng cho Giang Nam Phùng Thịnh, người ở chỗ này kiếm sống, tự nhiên không ít. Tường thành cao một trượng, mặc dù cổ xưa nhưng không có chiến hỏa tẩy lễ. Không có binh lính canh gác, cửa gỗ nặng nề mở rộng, trầm đường liền theo dòng người bước vào trong huyện Sơn Âm. So sánh với núi rừng thẩm gia thôn, trong thành và ngoại thành quả thực là hai thế giới khác nhau. Trên con đường chính trước mắt, các loại cửa hàng, lầu các liếc mắt một cái nhìn không thấy biên giới, đám người mặc dù không thể nói là chen vai thích cánh, nhưng cũng rộn ràng nhốn nháo. Tiếng huyên náo, tiếng trao hàng, không dứt bên tai. Lần đầu tiên cảm nhận được phồn hoa ngàn năm trước, khiến thẩm đường hơi khó chịu. Đi theo đám người, nhắm mắt theo đuôi hướng về phía trước đi đến, trầm đường tầm mắt hướng hai bên đánh giá, muốn tìm được có thể làm cho mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Chương 6 Cửu khúc linh lung, con kiến xuyên tuyến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Dựa theo ý nghĩ ban đầu của thẩm đường, mặc dù hắn là đạo sĩ, nhưng cũng là đạo sĩ mới nổi của thế kỷ 21, hơn nữa lão đạo sĩ dạy dỗ cùng với kinh nghiệm rèn luyện phàm trần, triều tống ngàn năm trước muốn kiếm chút ngân lượng, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, theo bước chân sâu dần, trầm đường lại là ngạc nhiên phát hiện, nếu như cho hắn thời gian nhất định, chuyện này ngược lại là không khó. Nhưng trong lúc vội vàng muốn kiếm được ngân lượng nhất định, quả thực là không thể nào xuống tay. Chẳng lẽ, mình phải lưu lạc đến tiết tấu bán nghệ đầu đường? Dù sao, đây chỉ sợ là chuyện duy nhất không cần quá nhiều tiền vốn là có thể làm được. Ngay khi thẩm đường nhíu mày suy tư, dòng người xung quanh đột nhiên bắt đầu khởi động. Thẩm đường ngẩn ra, sau đó nghe được người qua đường hưng phấn nói. Bách kim lâu kim cầu lại bày ra, hôm nay là ngày thứ 12, tiền thưởng có tới 60 lượng. Cũng không biết cuối cùng vận may nào có thể đạt được khoản tài phú té trời này. Đối với những chuyện khác, trầm đường tự nhiên không muốn để ý tới. Nhưng sự tình liên quan đến tiền bạc, nhất là một số tiền lớn, trầm đường tự nhiên có hứng thú rất lớn. Bởi vậy, hắn trực tiếp theo dòng người, hướng về phía trước vây quanh mà đi. Nghe người chung quanh nhàn thoại, còn chưa tới mục tiêu, trầm đường đã đại khái hiểu được là chuyện gì xảy ra. Bách Kim Lâu là một cửa hàng trang sức vàng bạc vừa mới khai trương hơn 10 ngày. Ngày đầu tiên khai trương Bách Kim Lâu, trước cửa đã bày một cái bàn. Trên bàn, đặt một quả cầu tròn to bằng nắm tay. Trên quả cầu có hai lỗ tròn đối xứng lớn bằng tiểu mễ, mà cực ước này chính là đem sợi tơ từ một lỗ tròn xuyên vào, một lỗ tròn khác xuyên ra. Cực ước tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Huyền cơ ngay tại giữa hai lỗ cũng không phải là một đường thẳng tắp. Về phần có bao nhiêu phức tạp, tự nhiên không đủ vì người khác nói. Bách kim lâu chính là một tòa lầu gỗ cao tới bốn tầng, cho dù là ở huyện sơn âm phùng hoa này cũng coi như là hạt giữa bầy gà. Một lâu màu sơn đang sáng, hơn nữa từng tầng từng tầng treo cao đèn lồng đỏ mặc dù là ban ngày, cũng lộ ra vui mừng vô cùng. Giờ phút này trước tòa nhà gỗ này, đã súng lại không ít người xem náo nhiệt, mà giữa đám người, trên một cái bàn gỗ lim, quả nhiên có một quả cầu vàng rực rỡ. Một lão giả mặt trường sam, đang mỉm cười đứng trước bàn gỗ. Chư vị, chúng ta đây cửu khúc linh lung đánh cuộc tiếp tục, hôm nay là ngày thứ 12, dựa theo mỗi ngày gia tăng năm lượng bạc quy cũ, hiện tại đã tích lũy đến 60 lượng chỉ cần có người có thể xuyên qua đi, 60 lượng bạc dâng lên. Bạc là đồng tiền cứng của triệu tống, nhưng mà, trong dân chúng, lại phần lớn sử dụng đồng tiền thậm chí là sắt tiền, giao tử các loại. Một lượng bạc tương đương với 1.000 đồng tiền, đối với người bình thường mà nói, dùng tới 3-2 tháng tự nhiên không thành vấn đề. Mà 60 lượng bạc, có thể tưởng tượng được, trong mắt đại đa số người, tuyệt đối là một con số thiên văn. Cho nên, Tuy rằng 12 ngày cũng không ai có thể thành công, nhưng mỗi ngày vẫn có thể hấp dẫn vô số người đến xem trận náo nhiệt này. Nhiêu trưởng quỷ, ngươi đây không phải là ngụy Trang. Ta nghe nói hôm qua tú nương nổi danh nhất sơn âm chúng ta tới thử, đều không thành công. Viên cầu của ngươi, có phải vốn không thể xuyên qua hay không? Nghe được có người nghi ngờ, trưởng quỷ kia cũng không giận, chỉ là cười nhẹ nói. Ta chỉ có thể cam đoan hai cái lỗ khẳng định là liên thông, hơn nữa, tất nhiên có chút khó khăn nếu không bách kim lâu chúng ta bạc trắng bóng chẳng phải là cho không trong lúc nhất thời trong đám người có người nghi ngờ viên cầu này phải chăng là thật có thể xuyên cũng có nhân lực rất trăm kim lâu dù sao mấy chục lượng bạc làm sao sẽ quá dễ dàng tóm lại tràn diện vô cùng náo nhiệt cũng có người chưa từ bỏ ý định tiến đến thử một chút bất quá mặc cho cẩn thận như thế nào làm cho đầu đầy mồ hôi lại tự nhiên là thất bại không thể nghi ngờ. Trong đám người, con ngươi trầm đường lóe lên. Sau đó, lặng lẽ đi ra khỏi đám người. Trò phạt cỡ này, thủ đoạn của lão đạo kiếp trước lợi hại hơn trưởng quỷ nhiều. Bất quá thời gian uống cạn chén trà, thẩm đường lại lần nữa quay lại. Cũng từ trong đám người trực tiếp chen vào, đi tới cái bàn kia trước. Hướng trưởng quầy chắp tay, để ta thử một lần. Tiểu ca mời chưởng quầy tất nhiên là được hơn nữa đem sợi tơ nhỏ chuẩn bị tốt bên cạnh đưa tới trong tay thẩm đường trước trầm đường đã không biết có bao nhiêu người thử qua bởi vậy bất kể là chưởng quỷ này hay là người nhàn rỗi xung quanh không có một ai cho rằng trầm đường có thể thành công cho đến khi thẩm đường mở bàn tay ra lộ ra hai con kiến trên mặt mọi người mới hiện ra vài phần tò mò dùng kiến đi khoan biện pháp này có không ít người thử qua nhưng không được có người rất có kinh nghiệm nói. Chưởng quỷ nhiêu cũng cười cười, mỹ lực của tiền tài mãi mãi như thế, con kiến mặc dù thần kỳ, nhưng cũng không phải là không ai nghĩ tới. Nhìn thẩm đường cẩn thận cuốn sợi tơ lên người con kiến nhỏ kia, nhiêu chưởng quỷ vẻ mặt cười khẽ. Đem một con kiến nhỏ bỏ vào trong một cái đồng, sau đó đem động ngăn chặn, trầm đường tay kia cũng cẩn thận nắm chặt một con kiến lớn khác, treo ở một bên cửa đồng khác. Ha ha, tiểu tử này dùng kiến dẫn kiến, là choán ván sao? Chẳng lẽ hai con kiến này là một nhà? Cho dù là một nhà cũng không được, vậy phải có thể ngửi được mùi của một con khác. Tiếng cười trào phúng dẫn tới mọi người ầm ầm cười to, bất quá, cũng không có ai đi ngăn cản trầm đường. Dù sao, tới nơi này không phải là xem náo nhiệt sao? Thật ra những người này lại không biết, trong mỗi tổ kiến đều có một con kiến chúa, mà kiến thợ có thể ngửi thấy mùi kiến chúa cũng tìm được bên cạnh kiến chúa. Mà trầm đường chọn dùng biện pháp này. Quả nhiên, sau một nén nhang, một cái đầu kiến thò đầu ra cẩn thận bò ra khỏi cửa động của kiến hậu. Thả con kiến ra, túng lấy hai sợi chỉ, thẩm đường dễ dàng nhất viên cầu lên. Trao. Sau một hồi yên tĩnh như chết, vang lên tiếng ồn ào trung trời. Nếu như thẩm đường dùng biện pháp cực kỳ phức tạp, mọi người còn dễ tiếp nhận một ít, nhưng mà, biện pháp ngốc như thế, chính mình lúc trước không ngờ lại bỏ lỡ 60 lượng bạc, quả thực làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Nhất là lúc trước dùng qua, con kiến, biện pháp người, càng là muốn chù y nổ tung đầu của mình. Nhớ lúc trước, nếu mình bắt thêm một con kiến. Nhìn thấy thẩm đường thành công, nhiêu trưởng quỷ đầu tiên là một trận ngạc nhiên, bất quá, sau đó trên mặt khôi phục thông dông. Tiểu ca mời vào tiệm, ngân lượng lập tức dâng lên. Mặt khác, không biết tiểu ca muốn bạc như thế nào. Cái này cũng không phải là trưởng quỷ nhàn thoại, phải biết rằng, hiện tại trên bàn bày chính là 12-11 con nguyên bảo, số tiền lớn như thế, tiêu lên tự nhiên không dễ dàng. Bởi vậy, có không ít người càng nguyện ý tiếp nhận tiểu diện giá ngân lượng. Thẩm đường gật đầu nói. Trong đó 20 lượng cắt thành một hai một con, 20 lượng cắt thành năm hai một con, còn lại 10 lượng, 20 lượng đều có thể. Chưởng quỷ nhiêu phân phó gã sai vặt bên cạnh một tiếng, sau đó dẫn trầm đường tiến vào bách kim lâu. Mọi người ngoài cửa xem náo nhiệt, người thất vọng có, người nóng mắt có, bất quá, chuyện đã đến nước này, sau khi thoáng phát tiết bất mãn, cũng chỉ có thể phẫn nộ mà đi. Chương 7 Ngân lượng tới tay, trắng trợn chọn mua Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tầng một của Bách Kim lâu rộng chừng mấy trượng, từng quầy gỗ lim sắp hàng chỉnh tề, trong đó đủ loại trang sức tinh xảo, bị khăn lụa mỏng manh nửa che nửa đậy. Thẩm đường nhìn lại, trang sức vàng, trang sức bạc, trang sức ngọc rất nhiều, thậm chí còn có mấy loại không biết tên các loại thạch đầu, đủ để cho người ta nhìn đến hoa cả mắt. Gã sai vặt bên cạnh quầy quần áo chỉnh tề, thân thể hơi cung kính. Nhiêu trưởng quỷ dẫn thẩm đường trực tiếp bước lên lầu 2, cũng tiến vào trong một gian trà thất. Có gã sai vặt dân trà xong, Chưởng Quỷ Nhiêu ý bảo Thẩm Đường uống trà đồng thời cười nói: "Tiểu ca quả nhiên thông minh, hơn 10 ngày không người thành công, không nghĩ tới bị tiểu ca đánh cực thắng." Thẩm Đường khẽ mỉm cười, "Chưởng quậy quá khen, trò chơi mà thôi, không thể thông minh." Khiêm tốn một câu, Thẩm Đường không mở miệng nữa. Lấy được bạc lặng lẽ rời đi là tốt nhất, giờ phút này nhiều lời cũng không phải là có ích. Chưởng quầy kia cũng nhìn ra Thẩm Đường không muốn nhiều lời, bởi vậy chỉ giơ tay nhường trà cũng không nhiều lời nữa. Chén trà chưa uống hết, gã sai vặt vừa rồi liền bước vào, trên khay trong tay, chính là 60 lượng bạc lớn nhỏ. Tiểu ca thỉnh tra đối chiếu một phen, xem số lượng có đúng không. Nhiêu trưởng quỷ cười nói. Thẩm đường thoáng quét qua liền nói. Tự nhiên tin tưởng hơn bách kim lâu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Còn muốn làm phiền trưởng quỷ, ta muốn chọn một cây trăm. Nói xong, từ trên khay nhặt ra 20 lượng thỏi bạc, đặt ở trước mặt trưởng quỷ nghiêu. Tiểu ca đúng là tìm đúng người, mời ngồi một chút, ta đi một chút sẽ tới. Không bao lâu, Nhiêu trưởng quỷ trở về, đặt một hộp gỗ dài trước mặt trầm đường. Tiểu ca mời xem, cây trăm này vốn định bán 22 lượng, nếu tiểu ca để ý thì tính 20 lượng thôi. Thẩm đường cảm ơn, tiện tay mở hộp gỗ ra, sau đó có vài phần kinh diễm. Trầm rất bạc, nhưng lại giống như như ý, trên đó, hoa văn lưu loát đơn giản đại khí. Trăm làm vàng, hình như hoa mai, hơn nửa mấy cái tua rua rủ xuống, đem tay nghề của thợ thủ công cổ đại thể hiện vô cùng nhường nhuyễn. Đóng nắp lại, trầm đường chắp tay cảm ơn, sau đó cũng không dừng lại mà đi. Đợi thẩm đường rời đi, nhiêu trưởng quỷ vội và đi lên lầu, hơn nữa, đi thẳng đến lầu bốn mới dừng bước. Khác với dưới lầu, lầu bốn càng có vẻ tinh xảo mà nhã khí, ngay cả rèm châu đơn giản nhất, thoạt nhìn cũng có giá trị xa xỉ. Một tỳ nữ áo xanh từ sau rèm châu thăm dò, nhìn thấy nhiêu trưởng quỷ lên lầu, liền nhẹ giọng hỏi. Nhiêu trưởng quỷ có việc. Mặc dù là một tỳ nữ, nhưng nhiêu trưởng quỷ thần sắc lại cực kỳ cung kính, vân nhi cô nương, đánh cuộc kia ước chừng có người thắng, ta tới bẩm báo tiểu thư. Hả? Tỳ nữ thoạt nhìn bộ dáng 13-14 tuổi, hiển nhiên cũng biết chuyện đánh cuộc này, Nghe được Nhiêu Chưởng Quỷ nói Không khỏi khẽ hô một tiếng Đôi mắt càng trừng tròn Bất quá, sau một khắc Nàng kia khéo léo bàn tay lập tức che ở trên miệng Thậm chí còn cực nhanh quay đầu liếc mắt một cái phía sau E sợ những người khác nghe được giống nhau Tuy tiện vẫy vẫy tay với Nhiêu Chưởng Quầy Sau đó liền một bước ba chạy vào trong Đối với tiểu nha đầu trước mắt này Mặc dù là một tỷ nữ Nhưng Chưởng Quỷ Nhiêu cũng không dám có nửa điểm khinh thị Phải biết rằng Vân Nhi cô nương này từ 3 tuổi bị bán đến thiệu gia, từ nhỏ cùng tiểu thư nhà mình làm bạn, cơ hồ tình như tỉ muội. Một câu nói của tiểu nha đầu, đủ để ảnh hưởng đến vận mệnh của một trưởng quay. Về phần tiểu thư nhà mình, tuy rằng so với Vân Nhi cô nương này không lớn hơn bao nhiêu, nhưng nhiều trưởng quỷ lại kinh vi thiên nhân. Tướng mạo cũng thôi, tuy là thiên tư quốc sắc, nhưng trưởng quỷ nhiêu làm sao cũng không thể có hắn nghĩ. Quan trọng là, thiên phú kinh doanh của tiểu thư kia cho dù là lão trưởng quỷ mấy chục năm như hắn cũng bồi phục sát đất cái này bách kim lâu trước cửa đánh cuộc chính là tiểu thư nói ra mấy chục lượng thậm chí càng nhiều bạc tự nhiên là một cái số lượng lớn thậm chí ban đầu trong lòng nhiêu trưởng quỷ còn mơ hồ phản đối nhưng mà bắt đầu từ cuộc cá cược này bách kim lâu vừa mới khai trương chính là kiếm đủ nhân khí tuy rằng không phải mỗi người đều cam lòng móc ra 110 lượng đến mua trang sức, nhưng là, dù là một hai lượng, ba năm lượng, tụ ít thành nhiều, cái kia chính là mấy chục lượng cũng sớm kiếm được. Mà trò này, cũng chẳng qua là tiểu thư tiện tay mà làm mà thôi. Vân Nhi nha đầu đi nhanh trở về cũng nhanh, nhiêu trưởng quỷ, vào đi. Xuyên qua rèm châu, nhiêu trưởng quỷ cúi đầu nhắm mắt theo đuôi Vân Nhi tiểu nha đầu đi vào bên trong. Không bao lâu, liền dừng lại trước một tấm màn lụa. Có người xuyên qua. Thanh âm thanh thúy như trân châu rơi vào mâm ngọc, rồi lại mơ hồ mang theo vài phần lười biến cùng tò mò, quả nhiên là mê người vô cùng. Nhiêu trưởng quỷ hơi cúi đầu cũng không nhìn thẳng, sau đó, đem chân tướng sự tình cực kỳ tỉ mỉ kể lại một phen. Thanh âm trong màn lụa, sau khi tường hỏi vài chi tiết, cũng lâm vào an tĩnh. Không nói gì nữa, nhiêu trưởng quỷ biết điều thối lui, vân nhi tiểu nha đầu vòng vo con ngươi cười hì hì đi vào mạng lụa vân nhi thật ngốc a à, lâu như vậy cũng không nghĩ tới biện pháp này tiểu thư chúng ta có muốn hay không đem người nọ bắt về hỏi một chút ngươi nha đầu này kinh doanh thành tính làm gốc chúng ta cần gì phức tạp biện pháp này trùng hợp cũng được người khác thông minh cũng được mục đích của chúng ta đạt được là được đi chuẩn bị xe đi bái phỏng ngụy tri huyện một chuyến chúng ta cũng nên trở về lâm an Chi tiết, lần này chúng ta không tìm được tung tích của Hương Lăng tỷ. Hy vọng Hương Lăng tỷ có thể bình an. Thẩm Đường cũng không biết chuyện xảy ra sau khi hắn rời đi, càng không biết cuộc đánh cược này đúng là một tiểu nữ tử tiện tay mà làm. Bất quá, cho dù là biết, Trầm Đường lại càng không nhiều chuyện. Đối với hắn mà nói, mục đích của chuyện này chính là kiếm được những ngân lượng này, những chuyện khác có liên quan gì tới hắn. Dù đã trong thành một lúc lâu, Trầm đường bắt đầu hành trình mua sắm của hắn. Thức ăn trong nhà, tự nhiên phải chuẩn bị một ít. Một ít tạp dụng, lại càng không thể thiếu. Bên nhà thẩm minh, cũng cần mua một ít đáp lễ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là mua cho liễu hương lăng một ít đồ vật. Tuy rằng, đã tốn hai mươi lượng tiền lớn mua một cây trâm, nhưng là một ít mặt dụng luôn là cần có. Vừa rồi lúc đi dạo hắn mới nhớ tới trên người liễu hương lăn mặc váy dài xanh biếc, chẳng phải chính là một thân hôn phục sao? Chỉ sợ, ngoài trừ một thân quần áo này ra, nàng căn bản không có quần áo thể diện khác. Bất kể là vì bù đắp cái gì, hay là để cầu an tâm, trầm đường tự nhiên sẽ không luyến tiếc một ít ngân lượng. Thức ăn, vải vóc, thậm chí ngay cả bát đũa và chăn gấm cũng nằm trong danh sách mua sắm của trầm đường, đến cuối cùng, hắn không thể không thuê một chiếc xe lừa quét theo hắn. Trời sắp tối, Tuy rằng không muốn ra khỏi thành, nhưng sau khi thẩm đường móc ra hai đồng tiền rải rác, phu xe liền bỏ đi tất cả không vui, cao hứng bừng bừng dơ roi, hô to xe lừa hướng về thẩm gia thôn mà đi. Chương 8 Phong phú ăn uống, thay đổi một cách vô tri vô giác. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đến thẩm gia thôn, trời đã tối đen một mảnh. Ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa cùng với ánh đèn dầu, cả thôn đã vô cùng yên tĩnh dưới sự hỗ trợ của sa phu đem đồ dở ở bên cạnh cửa sa phu đánh xe rời đi lúc này thẩm đường mới mang theo mấy cái hộp cùng với một cuộn vải vào cửa đèn dầu chập chờn khuôn mặt xinh đẹp mà thất thần của liễu hương lăng chiếu rọi vào trong tầm mắt trầm đường trên bàn gỗ vẫn trống không một vật cuối cùng cũng bị bước chân thẩm đường đánh thức liễu hương lăng đầu tiên là kinh hoảng bất quá khi thấy rõ thân ảnh trầm đường thần sắc liền ổn định lại về rồi à? Liễu Hương Lăng do dự một chút rồi đứng lên. Ừ, trước tiên ngươi mang mấy thứ này vào, ngoài cửa còn có vài thứ, ta đi lấy. Nói xong, nhét đồ trong tay vào lòng Liễu Hương Lăng, xoay người đi về phía cửa. Dưới cái nhìn chăm chú kinh ngạc thậm chí dại ra của Liễu Hương Lăng, thẩm đường ước chừng đi tới đi lui bốn năm chuyến, mới đem tất cả đồ đạt chuyển vào trong phòng. Ta đi sơn âm, thuận tiện mua vài thứ về liễu hương lăng đầu tiên là kinh ngạc gật gật đầu bất quá dừng lại một chút cũng là do dự hỏi ngươi có tiền trong nhà chỉ có mấy đồng xu lúc thẩm đường ra cửa cũng không có xu dính túi chẳng lẽ thẩm đường làm chuyện gì phạm pháp nhìn trên mặt liễu hương lăng hiện ra vài phần bối rối thẩm đường ngược lại cảm thấy có chút thú vị bất quá chuyện này vốn không có ý định giấu giếm nàng vì thế liền đem chuyện sơn âm đơn giản kể cho liễu hương lăng một lần sau khi nghe xong bất an của liễu hương lăng rốt cục cũng thu lại bách kim lâu liễu hương lăng đã từng cực kỳ quen thuộc càng là bạn thân của bách kim lâu đông gia tiểu nữ nhưng dù vậy nàng cũng không có chút ý niệm muốn đi tới bách kim lâu đầu tiên thân phận của mình đã đại biến tình bạn năm đó có còn là một ẩn số hay không tiếp theo trên người nàng có một cái bí mật chính là nàng tai họa chiên nguyên nàng cũng không muốn đem tai họa này mang đến cho người thân cận nhất của mình mộ ngữ không biết ta và ngươi còn có ngày gặp lại hay không được rồi những mảnh vải này ngày mai ta đưa đến chỗ tam thẩm nhi để tam thẩm nhi giúp ngươi cắt vài bộ quần áo những dụng cụ lộn xộn này ngày mai lại thu dọn ngươi đói bụng một ngày rồi sao ta mua đồ ăn về trầm đường nói các đức suy nghĩ của Liễu Hương Lăng. Một hộp thức ăn bằng gỗ mở ra, từng đĩa thức ăn hoặc điểm tâm bưng ra, hơn 10 cái đĩa, ước chừng bày đầy một bàn mới dừng lại. So với đời sau mà nói, món chính, rau dưa, gia vị triệu tống tự nhiên là ít hơn nhiều. Bất quá, người tống ăn ngon cùng với kinh tế phồn hoa, cũng là đồng dạng đem chuyện ăn này, phát triển tới trình độ khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Giống như trên bàn bày những thứ này, cái gì bánh vân phiến, bánh như ý, điểm tâm thất xảo, format đường chưng, các loại, không phải trường hợp cá biệt. Ít nhất, trầm đường hoàn toàn không phân biệt được. Những món ăn này không chỉ có kiểu dáng cực đẹp, màu sắc và hương vị cũng hấp dẫn, có thể nói là sắc hương vị đều đủ. Bất quá, cũng không rẻ. Ước chừng tốn hơn hai lượng bạc. Ở cả thẩm gia thôn, chỉ sợ cũng chỉ có thẩm đường cam lòng đi tiêu hai lượng bạc, chỉ ăn một bữa cơm. Tuy rằng thức ăn so với ngày hôm qua phong phú không chỉ gấp 10 lần, nhưng là hai người vẫn là trầm mặt không nói gì, trầm đường đói bụng một ngày, bụng đã sớm trống không, tướng ăn tự nhiên cuồng giả. Ngược lại liễu hương lăng kia, đối mặt với mỹ thực đầy bàn này, cũng là ăn ưu nhã, cuối cùng, một khối bánh vân phiến trắng như tuyết vào miệng, liền tuyên cáo kết thúc. À, cái này cho ngươi. Thẩm đường vỗ đầu, lấy hộp gỗ dài từ trong ngực ra, thuận tay lấy ra 20 lượng bạc, đặt trước mặt Liễu Hương Lăng. Còn thừa chút ngân lượng, ngươi cầm lấy, nếu cần mua, ngươi làm chủ. Ta đi ngủ trước, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi. Sau khi thẩm đường vào nhà một lúc lâu, nàng mới sững sờ mở hộp gỗ ra. Tuy nói là nhân sinh quý vừa ý, hà tất mộ hoa trâm, nhưng là khi cái kia trăm bạc xuất hiện ở trong mắt nàng thời điểm, trái tim của nàng vẫn là không tự chủ được hung hăng nhảy lên vài cái. Lấy kiến thức của nàng, tự nhiên biết cây trăm này không phải cái gì một hai lượng tiện nghi mặt hàng. Nếu như là lúc trước, đừng nói mấy chục lượng trăm cài, coi như là đắt gấp 10 lần, nàng cũng chưa chắc đeo không nổi. Nhưng bây giờ, nàng cũng chỉ bất quá trị giá 20 quan, còn không nhất định có cây trăm này quý giá, loại cảm giác này liền đủ để thể hiện ra giá trị của cây trăm này. Hơn nửa thẩm đường tổng cộng chỉ kiếm được 60 lượng, trăm cài cộng thêm thỏi bạc trước mắt, cộng thêm một phòng đồ đạc trên người hắn lại không có để lại tiền. Đây là phản ứng đầu tiên của Liễu Hương Lăng, mà phản ứng này làm cho sợi dây trong lòng nàng khẽ động đậy. Ừm, chỉ là di chuyển thôi. Kết quả, cũng chẳng qua là con ngươi xinh đẹp của nàng mang theo cảm xúc phức tạp hướng trong phòng nhìn hai ba lần. Không tệ, vậy thôi. Hồi lâu, nàng cẩn thận gói ngân lượng lại, lần nữa chăm chú nhìn cây trăm một lát, cũng để vào trong túi vải. Trăm như vậy, là không thể nào ở thẩm gia thôn địa phương như vậy đeo đi ra ngoài. Bất quá, cho dù là ở trong đêm yên tĩnh không người này, chính mình đeo lên một lát cũng đã đủ rồi, không phải sao? Gia tộc biến cố sớm đã làm cho cái này tuổi không lớn tiểu cô nương thay đổi một phen bộ dáng, sau đó trải qua, càng làm cho nàng nhìn thấy, cảm nhận được xã hội này tầng dưới chốc tàn khốc nhất, bi thảm nhất một màn. Nàng sớm đã không phải là cái kia ngây thơ vô tri đại tiểu thư nàng sớm đã khuất phục vận mệnh. Đã từng mộng vỡ không thành hình dạng, tại nơi hẻo lánh này hoang dã sơn thôn phí thời gian cả đời, đã là nàng ngầm thừa nhận kết cục. Đèn dầu chợt lóe mà tắt, liễu hương lăn trên giường, con ngươi không biết chấp động bao lâu, mới chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Thỉnh thoảng, trên mặt của nàng sẽ hiện ra nụ cười kinh diễm chợt lóe rồi biến mất, có lẽ, nàng lại nằm mơ thấy thư sinh áo trắng hoặc là tướng quân áo giáp vàng kia khi thẩm đường tỉnh lại lần nữa liễu hương lăng vẫn sớm rời khỏi giường thậm chí đồ vật đêm qua mang về đại đa số cũng đã bị phân loại về các vị trên bàn gỗ kia ngoại trừ mấy món điểm tâm còn lại đêm qua cũng chỉ có thêm hai bát cháo bất quá cháo lần này hiển nhiên so với lúc trước đặt hơn không ít ngày hôm qua mua về tiểu mễ ngô ước chừng một thạch tự nhiên muốn xa xỉ một chút ăn xong điểm tâm bỏ gạo vào một đấu thịt bò to bằng nắm tay, cũng cắt gần một nửa. Những loại vải vóc kia, ngoài trừ mỗi một loại lưu lại một chút để dự bị ra, những thứ khác bị trầm đường một cổ não buộc cùng một chỗ. Cũng may lần trước mượn xe của Thẩm Minh vẫn còn, ngược lại tiết kiệm được nỗi khổ bôn ba của Thẩm Đường. Kéo xe đẩy, đi về phía nhà Thẩm Minh. Lúc trước Thẩm Đường thanh danh, còn có Thẩm Quốc Khánh đã đem Thẩm Đường trục xuất Thẩm Gia Thôn, hơn nữa liễu hương lăng cái này yêu nghiệt. Trên đường cho dù là ngẫu nhiên gặp được vài người, cũng là lập tức né tránh thật xa, cái này ngược lại là tiết kiệm trầm đường nghĩ kỹ vài câu giải thích. Gia cảnh nhà thẩm minh cũng không tốt hơn nhà thẩm đường nhiều lắm, cái sân cùng tường vây kia chỉ là thoáng ngay ngắn một chút, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây. Chương 9 An ổn sống qua ngày, tranh thủy chi đấu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lúc thẩm đường tới cửa nhà thẩm minh, vừa lúc gặp được Thẩm Minh từ bên ngoài trở về. Thẩm Đường ca. Nhìn thấy Thẩm Đường, Trầm Minh đầu tiên là có vài phần kinh ngạc, sau đó là cười dơ lên một con thỏ rừng mập mạp nói. Mấy ngày hôm trước bao cao su, hôm nay đúng là có chút thu hoạch. Vừa vặn, lát nữa ta thu thập nó, Thẩm Đường ca mang về một ít đánh răng tế. Người đây là. Vừa nói, vừa hầu nghi nhìn về phía xe đẩy. Trả xe lại, thuận tiện tìm tam thẩm giúp một việc. Mẹ! Thẩm đường ca tới. Giúp đỡ đẩy xe vào trong viện, trong lòng nghi hoặc, thẩm minh mở miệng gọi mẫu thân. Đại lãng đến rồi. Một nữ tử trung niên mặc áo vải, mang theo tạp về cũ nát đi ra. Người này chính là mẫu thân của thẩm minh, nếu nói tiếp, nàng cũng chỉ mới chưa tới 40 tuổi, nhưng áp lực và đau khổ của cuộc sống lại cho trên mặt của nàng thêm quá nhiều ấn ký. Chuyện hôm qua, thím cũng nghe nói, chỉ là, thím cũng không giúp được gì. Thím ba mang theo vài phần đau lòng kéo tay thẩm đường, trên mặt lộ ra vài phần ấy nấy. Đối với việc này, trầm đường cũng không thèm để ý người hai nhà ở thẩm gia thôn, là quần thể tuyệt đối yếu thế, đối mặt với tộc trưởng thẩm quốc khánh, thím ba cũng không có chút quyền lên tiếng nào. Hơn nữa, tam thẩm đối với nhà mình chiếu cố cũng đã đủ rồi, nhất là trầm đường mẫu thân sau khi chết, nói là đối đại hắn như mẹ cũng không quá đáng nếu không cũng sẽ không ở chính mình đều ăn không đủ no dưới tình huống còn thường xuyên tiếp ứng trầm đường da một ít đồ ăn tam thẩm không cần phí tâm sự tình đã qua hiện tại không phải rất tốt sao thẩm đường vỗ vỗ tay tam thẩm lập tức nói hôm nay tới cửa có chuyện cần tam thẩm hỗ trợ cái gì hỗ trợ hay không hỗ trợ cứ việc nói với tam thẩm là được thẩm đường hoàn toàn trái ngược với ngày xưa Điều này khiến Tam Thẩm mừng rỡ trong lòng. Hôm qua ta lên núi mua chút vải vóc trở về, muốn làm phiền Tam Thẩm hỗ trợ may vài bộ xiêm y, vừa nói, liền ông vải vóc trên xe xuống, cũng quay đầu phân phó Trầm Minh. "Thẩm Minh, đó là chút đồ ăn, ngươi cùng nhau xử lý." Vải vóc mới, thậm chí bên trong còn xen lẫn vải lụa thượng hạng, sự vật xa hoa chưa từng thấy này, cho dù là hấp dẫn tầm mắt hai mẹ con. Một hồi lâu, hai người mới từ trong ngẩn ngơ phục hồi tinh thần lại. Anh họ thẩm phát tài rồi. Đại lang ngươi thành thật nói cho thím, ngươi lấy tiền ở đâu ra? Thẩm Minh tò mò và hâm mộ, còn thím ba thì lo lắng và sợ hãi. Thẩm đường đương nhiên biết tam thẩm lo lắng điều gì, lúc này trấn an tam thẩm nói. Tam thẩm yên tâm, hôm qua con đi sơn âm, trùng hợp gặp bách kim lâu chiêu gã sai vặt. Chưởng quầy thấy con thông minh, cho dù đã quyết định, tháng sau sẽ bắt đầu làm việc. Hơn nữa, trưởng quỷ kia biết nhà ta nghèo, sai sử cho ta một ít tiền bạc mua chút gia dụng. Lời này mặc dù sơ hở chồng chất, nhưng cuối cùng cũng lừa được tam thẩm, sau một phen dặn dò tha thiết của tam thẩm, lại liên tục nói cho hắn biết phải tiết kiệm chút tiền bạc, thật lâu sau, trầm đường mới có chút chật vật từ thẩm minh gia trốn ra. Khoảng cách thanh minh còn nửa tháng, dựa theo tính toán của thẩm đường, sau khi thanh minh viếng mộ phụ thân, liền mang theo liễu hương lăng đi tới huyện sơn âm ở trầm gia thôn này hai người không có một mẫu nửa phần ruộng đất càng không có bất kỳ thu nhập nào lưu lại căn bản không có ý nghĩa cho nên còn không bằng đi sơn âm kia tìm chút cơ duyên hai người không cần lao động càng không có chuyện gì khác cũng may trong nhà đồ ăn sung túc không cần lo lắng bởi vậy hai người mặc dù phần lớn thời gian tương đối không nói gì nhưng cuộc sống trôi qua cũng nhẹ nhàng tam thẩm thủ công cực nhanh, vẹn vẹn ba ngày liền sách bao quần áo, đem quần áo đã may xong cầm tới. Trong đó ba bộ là may đủ loại váy dài cho liễu hương lăng, ba bộ là áo ngắn, trường bào các loại cho trầm đường. Thẩm đường thoáng tính toán, liền biết tam thẩm chỉ sợ chỉ để lại cho thẩm minh một bộ quần áo. Cảm tạ một phen, lại lấy ra một ít vải vóc dư thừa cùng với thức ăn cứng rắn nhét cho tam thẩm, lúc này mới thôi. Đợi đến khi tam thẩm rời đi, cuối cùng vẫn không chịu được sự xúi dục của thẩm đường cùng với sự hấp dẫn của quần áo mới, liễu hương lăng ông quần áo mới của mình tiến vào trong phòng, nắm chặt su sô hồi lâu. Khi lần nữa xuất hiện ở trước mặt thẩm đường, nguyên bản quần áo màu xanh biếc đã không thấy, thay vào đó là một bộ váy lụa màu vàng nhạt. Thậm chí, ngay cả ngày thường đeo trăm gỗ, đều bị cái kia bị cất giữ mấy ngày trăm bạc thay thế. Bất quá, loại tràng diện này cũng không có kiên trì bao lâu, ở trầm đường nhìn như nóng bỏng kỳ thực dạy ra nhìn chăm chú, không bao lâu, liễu hương lăng thẹn thùng hư nhẹ một tiếng, quay người lại, mang theo một luồng gió mát, chạy vào trong phòng không xuất hiện nữa. Một ngày nay, trầm đường đang ở trong viện đâm mã bộ. Kiếp trước, dưới sự dạy dỗ của lão đạo sĩ, thân thủ của thẩm đường vô cùng tốt. Mà hiện tại, dưới sự hạn chế của thân thể này, trầm đường lại không bằng lúc trước. Cũng may, mấy ngày nay ăn uống đầy đủ, hơn nữa hắn mấy ngày kiên trì rèn luyện, thân thủ cuối cùng là khôi phục vài phần. Ít nhất, nếu là đối mặt mấy cái cắt đường tiểu tặc, trầm đường tự nghĩ, có thể đem thoải mái đuổi đi. Mà Liễu Hương Lăng, tự nhiên không biết trầm đường mỗi ngày làm những động tác cổ quái kia là cái gì, bất quá, nhìn dưới ánh mặt trời thẩm đường mồ hôi đầm địa, tay chân khẽ run, ánh mắt vẫn cực kỳ kiên nghị, chẳng biết tại sao, mấy ngày nay tần suất kim giáp tướng quân trong mộng của nàng xuất hiện càng ngày càng cao. Đại Lang, Đại Lang. Một tiếng hét dồn dập từ xa đến gần. Thẩm Đường khẽ nhíu mày, đây là giọng của Tam Thẩm. Quả nhiên, một lát sau, Tam Thẩm vẻ mặt lo lắng xuất hiện trước cửa nhà Trầm Đường. Tam Thẩm chớ vội, nhưng có việc gì? Đại Lang, thôn Ngọc Tỉnh bên cạnh lại tranh giành nước với chúng ta, Thẩm Đại Khánh dẫn người đi. Tiểu tử nhà ta cũng cũng đi theo lời của tam thẩm làm cho thần sắc thẩm đường biến đổi lúc này hai thôn tranh giành nước là chuyện cực kỳ bình thường hơn nửa năm nay hạn hán so với những năm trước loại tình huống này rốt cục càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng hình thành xung đột trực tiếp nhất giữa hai thôn mà tranh thủy tư đấu thảm thiết cùng tính nghiêm trọng so với đời sau côn đồ ẩu đã còn muốn càng sâu một hồi tư đấu xuống coi như là chết trên mấy người cũng là bình thường thẩm minh là con trai độc nhất của tam thẩm càng là hy vọng duy nhất của bà nếu không cẩn thận tử thương giống như thẩm đường gia lúc trước tuyệt đối là tai ương ngập đầu tam thẩm yên tâm con lập tức đi ngay nhất định sẽ mang thẩm minh hảo hảo về hương lăng ngươi ở nhà với tam thẩm ta đi rồi về khai báo một tiếng thẩm đường vội vã ra cửa đi về phía thôn bắc thẩm gia thôn cùng ngọc tỉnh thôn tiếp giáp hai thôn lấy một con sông nhỏ làm ranh giới, mà con sông nhỏ này cũng là ngày thường hai thôn ruộng đất tưới tiêu sử dụng. Không bao lâu, trầm đường đi ra thôn, chính là nhìn thấy có hơn 10 người dàn co súng lại cùng một chỗ. Con ngươi thẩm đường hơi ngưng tụ, thuận tay ông một cây gậy gỗ to bằng cổ tay không biết ai bỏ lại trong tay, cũng bước lên phía trước. Chương 10 Trầm đường xuất thủ, giải quyết tranh chấp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio hai đợt giằng co này, thẩm gia thôn nhân số muốn nhiều, chừng hơn 30 người, mà Ngọc tỉnh thôn lại đem 20. Nhưng mà, giờ phút này bên đông người ngược lại trầm mặt sợ hãi, bên Ngọc tỉnh thôn lại khí thế phấn chấn. Phía trước Ngọc tỉnh thôn chính là một gã tráng hán bảy thước, da thịt u đen, một đôi tay vượng cơ bắp vững chắc. Lúc này hắn để trần thân trên, mấy đạo sẹo dài có chút dữ tợn, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, giống như chiến thần bình thường. Mà thẩm gia thôn bên này cũng là đã có năm sáu người chân gãy, cánh tay gãy bị thương, trên mặt đất càng là trải xuống điểm điểm vết máu. Thẩm Quốc Khánh cũng chớ trách lão phu khi dễ ngươi. Ngày xưa, ngươi ỷ vào người Trầm gia thôn, mấy lần tổn hại Ngọc Tỉnh thôn ta. Hôm nay, lão phu liền tuyên bố, chỉ cần Thẩm gia thôn ngươi có một người có thể làm Ngọc hổ chất nhi bị thương, chúng ta đây xoay người liền đi. Nước này, Ngọc Tỉnh thôn ta không tranh giành nữa ngọc tỉnh thôn trình đức hải mặt mày hoa râm hắn tại ngọc tỉnh thôn uy vọng cực cao giờ phút này cũng là lấy hắn cầm đầu thẩm quốc khánh sắc mặt khó coi hắn làm sao cũng thật không ngờ cái này nho nhỏ ngọc tỉnh thôn vậy mà tìm đến như thế một tráng hán mấy cái hảo thủ đều gãy ở trong tay hắn thẩm minh ngươi lên chỉ cần ngươi thắng hán tử này ta sẽ thêm một đấu gạo thần sắc thay đổi một lát thẩm quốc khánh liền hướng thẩm minh quát trong đám người thẩm minh thần sắc biến đổi, hắn mặc dù cũng là tuổi trẻ hảo dũng thời điểm, nhưng cũng biết mình không phải trước mắt này hán tử đối thủ. Nhưng mà, cãi lại mệnh lệnh của thẩm quốc khánh sao? Chẳng lẽ muốn ta đem hai mẹ con các ngươi đuổi ra trầm gia thôn sao? Thẩm minh nghe vậy, cắn răng, túng lấy trường bổng trong tay đi về phía hán tử kia. Ở niên đại này, bị trục xuất khỏi tộc, cơ hồ chính là đoạn tuyệt đường sống, hắn tự nhận không có dũng khí như trầm đường mắt thấy cách hán tử kia còn hơn 10 bước, thẩm minh đột nhiên quát to một tiếng. a, à, sau đó, giơ gậy hướng hán tử kia chụp vào đầu. Hán tử kia cười lạnh thân hình khẽ động, đó là hiện lên cây gậy trong tay thẩm minh, mà trường bổng trong tay hán đảo qua, trực tiếp quét vào xương đùi thẩm minh. ba, Thẩm minh lên tiếng ngã xuống đất, cũng trực tiếp bị hán tử kia dùng trường bổng để ở trước ngực, hắc hắc, thẩm quốc khánh, ngươi nếu là không phục, chính mình đi lên chính là cần gì để cho bọn họ bán mạng còn có người nào dám lên nghênh ta một gậy nếu không người nào dám tiến lên vậy nước này chính là của ngọc tỉnh thôn chúng ta hán tử cười lạnh nói thẩm quốc khánh vội vàng luôn miệng thúc giục nhưng mọi người ở đây ai còn dám tiến lên dừng tay ngay khi mọi người đang do dự một tiếng quát to đột nhiên truyền đến mọi người theo tiếng nhìn lại đã thấy trầm đường từng bước một tiếng lên thẳng đến giữa đám người mới dừng bước nếu như chỉ là hai thôn tranh chấp bất kể là thắng bại như thế nào dù là có chút tổn thương trầm đường cũng không muốn nhúng tay dù sao hắn đối với thẩm quốc khánh cũng tốt hoặc là này một đám ngu dân đều không có bất kỳ hảo cảm thế nhưng mắt thấy thẩm minh bị thương hắn lại không thể khoanh tay đứng nhìn nhìn thẩm minh đã chết thần sắc thẩm đường âm trầm hán tử kia nhìn thấy thẩm đường đi lên cũng thu hồi trường bổng đánh giá thẩm đường từ trên xuống dưới thẩm đường ca thẩm minh nhếch miệng chân truyền đến đau nhức khiến hắn khó có thể chịu đựng được nằm xuống thẩm đường xem xét một phen trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm xốc ống quần lên mặc dù là một mảnh máu thịt mơ hồ nhưng cơ bản là vết thương ngoài da vẫn chưa chân chính tổn thương gân cốt thẩm minh bị thương làm cho thẩm đường trong lòng thầm giận hắn đem thẩm minh an trí qua một bên cầm trong tay trường bỗng chính là đối với tráng hán kia nói ta cùng ngươi lãnh giáo một hai hán tử kia đánh giá thẩm đường từ trên xuống dưới một phen đã thấy thẩm đường thân hình thon dài mặc dù không khôi ngô bằng mình nhưng cánh tay hữu lực một đôi chân lại càng như có rễ hiển nhiên cũng có vài phần thủ đoạn thấy vậy hán tử khẽ gật đầu trong lòng thầm khen vài phần trong thôn quê này có thể có đối thủ như thế cũng là vui mừng thỉnh giáo. Vừa dứt lời, đã thấy trầm đường trường bổng chính là từ không trung bổ xuống, hán tử kia cũng không hoảng hốt, hơi hơi lóe lên, chính là cuối người rất bổng quét ngang. Hai người đấu năm ba hợp, hán tử này mỗi một gậy đều là thế đại lực trầm, trầm đường biết, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Lúc này, liên hoành bổng sử dụng môn hộ, hán tử một tay cầm bổng, bổng như phi xà rất đâm. Thẩm đường đã lui, hán tử tiến lên theo sát, hoặc chọn hoặc đâm một gậy lại một gậy đột nhiên trong lòng thẩm đường vui vẻ nhưng cước bộ của hán tử này hơi loạn lúc này trường bỗng trong tay vung lên hán tử kia quả nhiên trở tay không kịp nhảy một vòng mà cây gậy của thẩm đường cũng đã tới người trực tiếp quét ở bên hông hán tử ba một tiếng hán tử kia bị đánh run rẩy áo vải thô ở thắt lưng cũng trực tiếp bị vỡ nát da thịt u đen lộ ra mặc dù là hiện ra một cái màu tím đen thẩm đường âm thầm nói may mắn nhưng thu bỗng dừng bước hán tử kia vừa mới giơ gậy sau đó lại phẫn nộ hạ xuống trên mặt u ám cũng có vài phần đỏ lên hắn đương nhiên có thể cảm giác được vừa rồi trầm đường đã thu khí lực hơn nữa đây cũng không phải là sinh tử chi đấu mà là tỷ thí hắn đã thất bại ta thua rồi hán tử phẫn nộ nói nhìn thấy hán tử này thật thà như thế trầm đường trong lòng ngược lại là có vài phần hảo cảm, hơn nữa, vừa rồi hán tử này, đối với trầm minh đám người coi như là hạ thủ lưu tình. Thẩm đường khoát tay nói. Quả thật là may mắn, khí lực của ta không bằng tráng sĩ, nếu còn đấu nữa, bại chính là ta. Sau đó thẩm đường chấp tay nói với Trình Đức Hải. Trình lão gia tử, hôm nay tranh đấu thôi, nước này chúng ta thay nhau sử dụng được không? Thẩm đường thắng hán tử kia, Trình Đức Hải cũng lắp bắp kinh hải, bất quá, thấy thẩm đường này cũng không thuận theo dũng mãnh ngang ngược, trong lòng hắn khen ngợi vài phần, lúc này nói. Thẩm tiểu ca dũng vũ, nếu tiểu ca thắng, liền theo ý tiểu ca. Dứt lời, cũng không để ý tới thẩm quốc khánh, trực tiếp dẫn người rời đi. Hán tử kia kính nể hướng trầm đường chắp tay. Tiểu ca nhi, ta tên Trình Ngọc Hổ, nếu có cơ hội, người ta lại lãnh giáo một hai. Nói xong, không đợi trầm đường đáp lại, liền đi nhanh theo trình Đức Hải. Mọi người ngọc tỉnh thôn đi xa, chỉ còn lại có thẩm gia thôn một đám. Không ít người vui mừng, sắc mặt thẩm quốc khánh lại âm trầm. Thẩm đường, ngươi đã bị trục xuất khỏi thẩm gia thôn, ngươi dựa vào cái gì thay thẩm gia thôn ta làm chủ? Hai thôn chia đều, ngươi có biết thẩm gia thôn ta sẽ dùng ít bao nhiêu nước? Thẩm đường không đáp ứng thẩm quốc khánh, ngược lại là hướng về những người khác nói. Nước này mặc dù ít, nhưng chỉ cần tiết kiệm vài phần, cũng đầy đủ hai thôn sử dụng. Hà Tất đưa tới tranh chấp. Thẩm nhị ngưu, tam đệ của ngươi chính là năm kia tranh giành nước chết đi. Thẩm tam bàn, phụ thân ngươi hiện tại vẫn như cũ nằm trên giường. Mấy năm nay, thẩm gia thôn vì tranh giành nước, quả thực tổn thương không ít. Bởi vậy, lời nói của trầm đường khiến mọi người trầm mặt xuống. Các ngươi không nghĩ một chút, nếu là các ngươi bị thương thậm chí là chết, trong nhà nên như thế nào? Không ít người nghe vậy biến sắc, trước đó là uy thế của thẩm quốc khánh, cùng với một chút hấp dẫn. Bọn họ tất cả đều là trụ cột vững vàng trong nhà, nếu là bị thương, tàn phế, không nói cửa nát nhà tan, cũng là thê thảm vô cùng. Đã đến nước này, thẩm đường cũng không nói nhiều, trực tiếp cổng thẩm minh lên, đi về nhà. Mọi người thẩm gia thôn trầm mặt một lúc lâu, chính là một hai người tản đi. Chỉ có Thẩm Quốc Khánh kia, sắc mặt âm trầm, oán hận nhìn bóng lưng Thẩm Đường.